hồi mà thời điểm cao điểm bán nhiều là bao nhiêu anh? Bán ngoài Hà Nội trước là phải anh đi hai bếp, phải có người phụ anh nữa cơ. Dạ. Là một ngày bán là mười mấy triệu. Ngày mười mấy triệu? 17, 18 hôm nào anh thêm mà gặp ngày lễ thì bán cả 20 triệu, 20 triệu hơn. Trời ơi, ngày bán 20 triệu, ghê thiệt. Mọi người làm đúng là không có thời gian mà uống nước luôn. Dạ. Bán thì bố ăn làm sao? Rồi. Đói thì thường là còn đang làm sao? Không rau không rau. Không xin lắm. Nát bố xem. Xin lỗi bố xem. Bố còn đang bán. Thấy không? Bố đang bán không? Mẹ nấu cơm chưa? Không biết. Mấy ở nhà mà mày không biết, vào này bỏ chị con ý là chắc là bố có ấy đâu mà có thời gian đâu nói chuyện với con được, cứ nói chuyện với ông già nó này, bố đang làm mà. Đúng rồi, rau mùi xào tinh đấy, nhìn giỏi vậy. Cái này là cái mandoline. Rạch rồi, không sợ đâu. Thế bây giờ mày đi làm gì đấy? Mẹ sai làm gì hả? Châu. Bà sai đi đâu rồi? Tắt máy nhá, mạng là đang bị yếu rồi. Thôi đi. Mình ăn vừa ăn em mặn nhỉ? Vừa hả? Thì anh biết thường anh còn để chả bông không? Nó nhiều quá nó mặn. Cái bánh này xuất xứ ở đâu vậy anh? Thái Lan cậu. Thái Lan hả? Cái này là chả lụa xúc xích mình cắt ra đâu. Cái này chả lụa này, xúc xích này cắt ra, cắt nhỏ ra đấy. Đó, đó. Thế với hai chả bông, vừa rồi chả bông, còn đây là chút rí.
20.000 một cái bánh. Làm cũng nhanh. Nhưng anh mà lúc này bán ở góc này hay là bán chỗ nào anh? Anh buổi chiều là anh bán đây. À buổi chiều học sinh là bán nó ra đó. À bán ở đường Hồ Xuân Hương. Quang. Hồ Xuân Hương. Ở Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương với bà huyện Thanh Quang bán ngay góc đường này. Mày ghê đấy, mày đã ấy rồi à, đi xong rồi à mà đã. Cái này là cái gì anh? Anh tương ớt, tương đen, mazole đó. Tương đen, mazole, ăn kè. Ba về rồi à? Ok. Rồi rồi, lát nữa bố nói chuyện sau nhá. Chứ bây giờ bố còn đang làm mà lỏng lắm. Nhìn hấp dẫn chứ mà. Cắt nhỏ hai người ăn ha. Nó dễ. Còn để nguyên miếng kiểu kia thì mình gấp vào nó hơi khó chịu tí. Đẹp. Ok. 20.000. Rồi. Một vành. bánh kiếp, bánh kiếp của Thái. Như hồi nãy mình đã quay vậy thôi, ăn thử cái thử cảm giác như thế nào, có giòn ngon không? Giòn. Đi qua chim luôn đấy hả? Buổi chiều anh bán ở 5 giờ là anh về đây anh bán. Tại sinh ra là bắt đầu anh về. Bán buổi chiều thôi hả? Buổi chiều buổi tối là anh bán ở trên bên trái chỗ quận 1 với quận 5 đó. À trên đường. Trên dưới Văn Cừ đó. Dạ dạ. Thẳng cái đường trái đó. Giao ngay đó. Anh bán cái bánh này được bao nhiêu năm rồi anh? Được 3 năm. 3 năm. Anh bán ngoài Hà Nội không? Mới bán cái này từ năm ngoài. Anh cái bếp này là bình ga hả? Ừ, này bình ga này. Dạ, bình ga, nóng lắm. Ừ. Bếp ga lúc nào phải để vậy không á? Để cho cái này nó nóng lên đó anh hả? Ờ, chứ tắt đi cái bật lại lửa thì hôm sau là mình nóng cho. Sao mới nóng cái tấm này đúng không? Ờ. Dâu tây, dâu tây rồi xoài rồi thứ nhiều thứ. À, nhiều người ta thích ăn cái gì? Chứ mình đi này là mang đi nó bán bánh ngọt cũng không được bao nhiêu cho nên là mua ví dụ như mua dâu tây có khi cả buổi này bán được mấy cái chục cái thế là về mình bỏ nó bị thối. Mà khách chủ yếu là thích măng anh hả? Ừ. Nên là mình không có dâu tây thì không có xoài thì họ cứ lại ăn chuối. Nó lạ mới à? Trước anh bán chậm trước Tết anh bán đây nhưng mà làm có bao giờ anh làm kịp bao giờ. Đông lắm anh hả? Đông. Buổi chiều này không anh tính bán ở lúc buổi chiều không tầm 3 triệu mấy. 3 triệu mấy hả? Học không. Rồi anh đi cả gần một cây trứng rồi mà. Dạ. Đấy, anh nói gió đâu bây giờ bán nó chỉ có bằng một nửa số tiền ngày trước này. Đấy. Một ngày mà bán 3 triệu mấy? Không, vậy là nhiều. Đấy là một buổi chiều lúc à, một buổi chiều thôi á. Thì hồi mà thời điểm cao điểm mà bán nhiều là bao nhiêu anh? Bán ngoài Hà Nội trước là phải anh đi hai bếp, phải có người phụ anh nữa cơ. Dạ. Là một ngày bán là 10 mấy triệu. Ngày 10 mấy triệu? 17, 18 hôm nào em thêm mà gặp ngày lễ á thì bán cả 20 triệu hơn. Trời ơi, ngày bán 20 triệu ghê thiệt. Mọi người làm đúng là không có thời gian mà uống nước luôn. Dạ. Quá đỉnh rồi. Bán ngày 20 triệu tiền mình. Mà bây giờ thì kép. Không ăn thua đâu. Dạ. Gọi cho anh mấy lần mà tại anh đổi số đấy. Chắc là không lưu số đấy. Nó về
tới mùng 6 Tết nó mới đi mà, nó báo quen nó nhắn tin với anh qua Face mà. Nó gọi anh rằng là đi nhậu mà chiêu. Đâu mẹ lúc đấy ra à? Bay ra Hà Nội mẹ nó rồi còn đâu nữa. Có 18 tháng 12 thì nó bảo nó gọi điện cho anh mà. Nhưng mà nó bảo em gọi cho anh đúng mấy lần mà không được. Thì hỏi nó thế bao giờ thì em đi, nó bảo là em mùng 6 Tết em bay ra, em mới bay xong bên kia. À, thấy nó chụp hình, nó đăng hình bạn trai nó nữa đấy. Thế hai đứa mày giờ nó là xong hết, giải quyết xong chưa? Đó thì chuyện ôi rồi, nó còn gì nữa đâu, không còn thì thôi chứ ai mà đi mà để ý ba cái chuyện, đúng không? Tao mẹ con vợ nhỏ anh thì nó vậy ra làm gì nữa, để mẹ môi đưa môi hướng giờ kệ cung né em biết à, đợt cái bé bây giờ ở cùng với anh đó, nó không nhớ à? Đó kệ cô nó giờ nó có con nó lùi mình đéo gần xong hết phim nhẹ nhàng. Mày em phải ôm được bây giờ Ken chứ ai anh đéo ôm thiệt nè. Ken nó hình như là hết năm nay nó đi lo sang này à, mày không em. Thế là nó về, thế bây giờ em không nhận nuôi được cái à, không nuôi rồi à? Em nó ở bên chị Lan, ờ. Nó học nó ở bên đó nữa. Thế là bây giờ là xác định là cho nó rằng là qua với mẹ nó hả? Đúng rồi, trời ơi, vợ trong tương lai nha. Ờ, thì bây giờ thì mình hy sinh. Ờ. Bây giờ làm gì làm, mình chấp nhận thôi. Ờ, thì thôi hiểu không mày. Thôi kệ nó thôi, sau này mẹ nó có nói là nó biết, nó nhớ về mình chứ. Ờ thì kệ mẹ nó thì chắc chắn rằng là nó có nhồi nhét kệ nó như nào kệ mẹ nó, nhưng mà giờ là con mình rằng là ở nó có tương lai là được rồi. Gái bao giờ mà đi với con em đó, thì em bảo rằng là mẹ nó bây giờ rằng là nó sống bên Mỹ như vậy mà rằng là cuộc sống nó giờ nó thoải mái nữa. Con mình nó sang đấy thì được rồi, thay vì sau này mình phải lo, đúng không? Ok rồi em ạ, đẹp ạ, miễn sao con mình nó có tương lai là được rồi, đúng không? Không tưởng đèn nha. Ăn tưởng đèn không? Mà tôi le với tưởng hết rồi nha. Kéo mẹ này chưa bán được lắm đúng rồi. Bán được. Năm ngoái tháng cuối năm này không một tháng là chưa phải chụp. Gặp được 70. Vừa làm vừa tàng tàng trừ hết chi phí ăn nhau. Nhà cửa rồi lại kia các thứ ABC. Tháng em tìm được năm. Tao thấy mày rằng là mày đi ấy không mà mày chạy rằng là đâu chạy bếp không mà mày tuyển lính làm bếp không đi còn gì rồi, nữa. Em nói nghe nè, giờ giật lương không à? Giật lương à? Em xếp em bữa em gây lộn với bà Thảo á. Bố mẹ Thảo bên bà chú anh thấy mày đăng không, anh có phải bố mẹ không? Không mẹ rồi, rồi sắc em à. Em nói đủ má mày kiếm đi, mày kiếm tao đi, đủ má kiếm tao được á. Mày muốn tao chết nha, mày muốn tao không chết thì mày quen mày tao ngày nào nó cũng phá luôn. À, con đây cả chờ nó tăng lính rồi đó. Giờ chắc em phải đi mấy năm rồi. Nó mới giật lương của cái tụi bên trước là 140 mấy triệu á. Má con đấy nó giàu mà nó giật thịt mẹ nó. Rồi bao nhiêu thằng bếp lại đòi tiền nữa anh biết không? Ồ. Toàn là người ta lại đòi mày ăn liền không? Ăn liền đi à, ngồi đây chơi ăn liền ha. Anh cắt nhỏ nó ra nhá. Em à mày không biết thằng Quang ngày trước nó làm quán bà Lâm, nó làm cho bà Thảo đó đúng mà giật tiền nó thì mẹ nó đòi đéo được, nó vẫn trông bếp ở đấy hiểu không, nó cả em sáng em sau sáng sớm đủ quá thuê xe tải đấy thì mẹ nó chở sạch bếp của nó đi chở hết đủ mày không biết là mấy năm trước đấy. Má, bởi vậy nói sao sống hát người ta, người ta không sống lại vậy. Thằng Quang nó là đệ tử của thằng Dú quán Ba Lâm ngày trước đấy. Đấu, hôm giờ anh mới gặp nó ở trên đường này đây, nó đi làm ở bên quận 1 về, nó nhìn thấy anh nó bảo nó chạy vào, ơ anh Dú ạ. Ờ. Đấu đi ra đường thì gặp. Thì tuyển anh em cũng giống như anh em mình chơi nhau đó. Hôm nay ngày nào anh bán ở trên trái.
Chạy đường ngang qua chỗ nhà em. Có mẹ, hôm qua hồi sáng nó mẹ rồi mà. Sao mà muốn người nhà yêu hàm hôm nay mình không có đâu, phải đọc đâu. Tối ngày 26 thì khỏe, nó không khỏe thì sao muốn đi làm. Ăn được đâu mà ăn. Bữa đằng này chị khỏe. Chị đi thẳng rồi chị đặt bài lên quay. Chị nó kế bên cái hẻm, kế bên cái Nguyễn Thông này đúng không anh? Sao mà nhìn thấy chuối hả? Có xem được không? Muốn để cái điện thoại sâu thế mà xem được không? Cái 4 triệu vậy.